tự nguyện người Việt hải ngoại, họ tự nguyện mua vé máy bay, mướn khách sạn, họ tự nguyện tốn hàng ngàn đô la cho mỗi người để cùng thực hiện một ngày diễn hành văn hóa Việt Nam tại New York. Nếu người Việt Nam ở quốc nội được tự nguyện, hàng triệu người Việt cũng sẽ tập trung đến Sài Gòn hay Hà Nội diễn hành nền văn hóa Việt Nam và hãnh diện với lá cờ Tổ quốc, lá cờ vàng ba sọc đỏ truyền thống của đất nước, dân tộc. Nhưng tiếc thay, lòng tự nguyện của đồng bào trong quốc nội của tôi không thể kháng cự lại được với roi điện, dùi cui, lưới B-40, xe âm thanh khủng làm điếc tai, súng AK-47 và nhà tù đang đợi chờ. Từ đó, tôi có thể suy diễn ra nguyện vọng của đồng bào hải ngoại cũng chính là nguyện vọng của đồng bào trong nước. Cảm ơn anh Son Le đã thực hiện clip này.